Chào các bạn đến kênh Lời Sự Sống Đạo Tin Lành, kênh đăng các bài giảng của các mục sư được ơn, được sự sức dầu sứ điệp dạy dỗ từ Đức Chúa Trời. Cảm ơn Chúa vì chúng ta bước vào một mùa Giáng sinh. Và cảm ơn Chúa, như chúng ta đã biết đó là trong một mùa Giáng sinh này chúng ta có tập trung chủ đề đó là Giáng sinh ở trong mùa Giáng sinh này, hay là gọi là mùa hội thương. Và như chúng ta đã biết đó là trong cái tuần sau, quý vị hãy nhớ là tuần sau chúng ta sẽ không có nhóm buổi sáng, nhưng mà chúng ta sẽ nhóm vào lúc 5 giờ chiều. Các em thiếu nhi và các em ấu nhi có thể đi xuống con có thể xuống phòng thiếu nhi để nhóm chung với các bạn thiếu nhi. Chúng ta đang xây dựng một cái thế hệ. Như hồi nãy chúng ta vừa được chiếu á, đó là những cái kế hoạch của Hội Thánh của Chúa từ năm 2024 đến năm 2028. Chúng ta sẽ có 4 năm để thiết lập cái kế hoạch này. Và quý vị ơi, hãy nhớ điều này để cầu nguyện. Và mỗi tuần lễ, quý vị hãy nhớ là mỗi tuần lễ chúng ta đều phải chiếu cái đoạn clip này. Có thể là tôi cũng chưa có chuẩn bị để làm một cái đoạn clip nó đẹp hơn, nhưng mà ít nhiều chúng ta hiểu được khải tượng của Hội Thánh của Chúa, để Hội Thánh của Chúa xây dựng thêm một cái cột mốc và làm sao để kết quả hơn. Chúng ta sẽ đặt mục tiêu là có 12 tổ tế bào. Và hiện nay thì chúng ta đã có một tổ tế bào ở tại Hóc Môn. Và tổ tế bào Hóc Môn, theo tôi ghi nhận được trong vài tuần bắt đầu sinh hoạt lại, thì tôi nhận được tin tức rất là vui. Đó là những người chưa từng cầu nguyện bây giờ bắt đầu cầu nguyện. Có những người không có hiểu lẽ thật của Chúa nhiều, bây giờ bắt đầu hiểu được lẽ thật của Chúa. Cho nên là yếu con dân của Chúa tại Hội Thánh Yêu Thương, ai có nhà của mình muốn Hội Thánh đến cùng học Kinh Thánh, thì Hội Thánh sẽ sắp xếp lịch để chúng ta lên kế hoạch, để chúng ta sẽ có những cái nhóm tổ mỗi tuần lễ. Hoặc là nếu mà hơi khó khăn á, thì có thể là một tháng chúng ta chỉ sinh hoạt 2 lần trong cái tuần đó, để chúng ta xây dựng bằng cách là chúng ta sẽ có lời Chúa cho gia đình của mình, cho con cái của mình, cho người chồng của mình, cho vợ của mình. Đó là mục tiêu mà Hội Thánh đã thiết lập. Và bây giờ chúng ta đã có một cái tổ bà tế bào lớp chết 2 ở tại Hóc Môn, đặt ở tại nhà cô Ngữ. Và tôi thấy rất là vui vì bắt đầu đức tin của mọi người được tăng trưởng trong những cái buổi học đó. Chúng ta sẽ có đặc biệt trong năm sau. Bây giờ thì đã tháng 12 rồi, có nghĩa là chỉ còn không bao nhiêu ngày là chúng ta sẽ bước qua một năm mới. Và như chúng tôi đã thống nhất, đó là chúng tôi sẽ có những cái buổi nhóm dành cho người nước ngoài và người Việt Nam chúng ta. Tức là cái buổi nhóm đó sẽ sinh hoạt bằng tiếng Anh, không có nói tiếng Việt. Buổi đó là nhóm tiếng Anh. Và những người nào muốn trau dồi thêm Anh ngữ thì vào cái buổi nhóm đó, tháp vào buổi nhóm đó, trong một buổi tối chúng ta cùng nhóm chung với những cái người bạn của chúng ta từ nước ngoài và những người ở Việt Nam muốn phát triển thêm cái ngôn ngữ, để nâng cấp cái ngôn ngữ mình thêm, thì cái buổi nhóm đó dành cho người nước ngoài. Hơn nữa đó là chúng ta sẽ có những cái chương trình huấn luyện cho sự thờ phượng, đào tạo các thế hệ trẻ. Chúng ta vẫn đang thiếu, bỏ trống rất là nhiều. Bây giờ chúng ta phải chọn lựa để tìm một người giúp đỡ cho chúng ta ở trong vai trò đó là đào tạo ban ngành thờ phượng. Ngoài ra thì chúng ta sẽ có lớp học Anh ngữ nữa, lớp học Anh ngữ. Đây là những cái kế hoạch của chúng ta, và tôi sẽ thông báo sớm khi chúng ta sẽ có những kế hoạch sắp tới. Cho nên ước mong là con cái Chúa hãy nhớ đến những cái khải tượng này và cầu nguyện. Bên cạnh đó là chúng ta sẽ quyết định là chúng ta sẽ đào tạo ra 12 môn đồ. 12 môn đồ này là những người cùng làm việc với Hội Thánh của Chúa, cùng phát triển xây dựng Hội Thánh của Chúa. Tại vì sao? Tại vì chúng ta đi với Chúa nhiều năm, nhưng mà đúng là đôi lúc chúng ta không có sự tận hiến cho Chúa. Và tôi ước mong rằng Hội Thánh của Chúa, những người cùng kết ước với nhau, cùng học cái chương trình này. Trong chương trình này thì chúng tôi sẽ đào tạo trong 2 năm. 2 năm như vậy thì 1 năm chúng tôi sẽ có 6 kỳ và 1 kỳ chỉ có 2 ngày thôi. Và hiện nay trên danh sách thì chúng tôi đã có khoảng 7 người đăng ký học. Và trong cái chương trình này, quý vị sẽ biết cách để xây dựng một tổ tế bào. Quý vị sẽ biết cách để xây dựng một Hội Thánh của Chúa như thế nào. Đó là những cái gì mà tôi học được, tôi chia sẻ lại cho Hội Thánh của Chúa. Quý vị hãy nhớ nè, mỗi tuần Hội Thánh đều phải chiếu cái clip hồi nãy. Để cái clip đó, cái thông tin đó nó nằm trong lòng của chúng ta. Và ví dụ như ai đó gặp quý vị hỏi là Hội Thánh của quý vị có khải tượng thế nào, thì quý vị phải biết Hội Thánh của mình có khải tượng thế nào. Amen không ạ? Cho nên chúng ta phải nắm được cái điều này. Và khi ai đó hỏi Hội Thánh Yêu Thương có khải tượng gì, chúng ta nói Hội Thánh của Hội Thánh Chúa tôi không biết gì cả. Nhưng mà khi quý vị nắm được cái khải tượng này, thì tất cả mọi thành viên tại Hội Thánh này sẽ nắm chắc một khải tượng. Chỉ đi nhất một khải tượng thôi, đó là làm sao để chinh phục nhiều người trở lại với Chúa, quay trở lại thờ phượng Chúa. Và trong 4 năm này chúng ta phải chạy ráo riết để rồi chúng ta đạt được những gì mà Đức Chúa Trời ban cho.
Quý vị ơi, nếu quý vị chút xíu quý vị sẽ đi vào chi tiết trong cái lạc bài mà tôi chia sẻ đó, quý vị sẽ thấy rằng ngày của Chúa gần rồi. Mà bây giờ chúng ta còn nói chung giống như nước tới chân rồi đó, mà bây giờ chúng ta chưa chịu nhảy nữa. Cho đến khi nước tới chân rồi chúng ta nhảy thì nó không còn kịp. Cho nên bây giờ chúng ta sẽ tin cậy Chúa. Và tôi rất là vui, đây là lần đầu tiên Hội Thánh của Chúa tại Thánh Địa Thương phát động phong trào, đó là kêu gọi để đóng góp, để cho phần quà cho những người nghèo, những người khó khăn ở tại địa phương này. Tôi không có mở rộng xa, nhưng mà tôi muốn năm nay Hội Thánh của Chúa tổ chức chương trình Giáng sinh, và chương trình phát động đó dành cho những người nghèo, những người khó khăn ở tại Hội Thánh. Hôm qua thì tôi có đưa danh sách lên một vài hộ nghèo ở tại Hội Thánh của Chúa. Đó là cô Tuấn, rồi chú Út và Út Hiền là những người khó khăn. Tôi cũng có mở rộng thêm với ban trị sự Hội Thánh của Chúa, đó là tôi thông báo trong Hội Thánh của Chúa những phần quà đó, nếu ai cảm thấy mình nghèo, ai cảm thấy mình thật sự khó khăn thì có thể đăng ký để nhận phần quà đó. Tôi không muốn chúng ta là những người có khả năng mà chúng ta nói mình là nghèo. Tại sao? Tại vì rất là nhiều mảnh đời bên ngoài họ cần những món phần quà đó. Thật sự khó khăn thì chúng ta nhận, không thì chúng ta san sẻ cho người khác. Tại vì sao? Tại vì đây là phần quà dành cho những người khó khăn. Và tôi muốn rằng ngoài cái việc đó, không những chúng ta nhận không mà chúng ta còn phải đóng góp nữa. Tôi rất là vui vì trong tuần rồi, nếu có ai để ý á, thì lần đầu tiên cuộc đời của tôi đi bán hàng gọi là live stream để dùng cái tiền đó để gây quỹ Hội Thánh của Chúa. Có thể là nhiều người nói, ủa sao ông mục sư này ông lên mạng rồi ông bán hàng live stream để rồi nói trên mạng đủ thứ hết. Và cảm ơn Chúa, tôi thấy là vui vì theo thống kê tôi nhận được thì là đã bán trong buổi đó là hơn 100 đôi. Có nghĩa là một con cái Chúa họ có một số hàng dư và bây giờ họ muốn dự phần, họ lấy lại một phần vốn thôi. Rồi chúng tôi bán được bao nhiêu thì cái lợi tức đó chúng tôi dâng vào chương trình, làm cái chương trình của cái ngày Giáng sinh luôn. Và hơn ngày hôm đó thì chúng tôi bán. Và cảm ơn Chúa, đoàn tôi đi là gồm có tôi và xã tôi và cô Hằng cũng như cô Trị là những người phụ bán. Mà 4 người luôn á, mà ghi chép rồi sắp xếp không kịp luôn. Và khoảng hơn thông tin được là hơn 100 đôi. Mặc dù có người thì chưa trả tiền, có người thì gọi gì đó, rồi chi ship hàng gì đó. Nhưng mà mình vẫn tin rằng những gì mà họ hứa thì họ làm trọn để mình có tiền, mình làm cái chương trình này. Kệ nó, mình làm cái gì từ tấm lòng của mình. Mình làm cho Chúa thì Đức Chúa Trời ban phước cho. Amen mà. Có nhiều người nói đây là mục sư ở Việt Nam lần đầu tiên đi bán online. Tôi nói không vấn đề cả, tại vì mình giữ phần mà. Mình bán được một phần quà đó là mình giữ được một phần cho con cái Chúa, người nghèo, người khó khăn trong mùa Giáng sinh. Thậm chí một phần quà đó đem người ta về với Chúa, đó là một điều rất là vui. Amen mà. Cho nên chúng ta sẵn sàng làm. Và hước mong rằng trong những ngày tới mà nếu giả sử có những gì bán hàng online mà tôi không bán hàng online để lấy lời nha quý vị, nhưng bán hàng online này để làm công việc Chúa thì tôi sẵn sàng. Amen. Cô Hồng muốn bán giỏ sách mà gọi là những cái hàng nào mà cần thanh lý nhanh đó thì có thể kêu gọi tôi. Và chúng ta dùng cái phần lợi nhuận đó để dâng cho công việc Chúa. Rất là nhiều người bắt đầu đăng ký tôi, quý vị biết không? Rất là nhiều người bán nước hoa rồi bán rồi mỹ phẩm rồi, nói ông sư Hùng ơi live stream đi bán hàng online, tôi bôi muối dần phần. Bây giờ rất là nhiều người, tôi nói tôi đâu phải chuyên đi bán hàng online đâu. Nhưng mà mình tin rằng những gì mình làm Chúa đẹp lòng. Buổi sáng hôm nay thì chúng ta sẽ quay trở lại loạt bài. Xin lỗi, có một điều tôi rất là vui nữa và tôi muốn nói lên điều này, đó là thay mặt Hội Thánh Yêu Thương cảm ơn gia đình của Andrew, Emily. Hai bạn đã đến với Hội Thánh của chúng ta cũng đã 1 năm rồi. Và trong cái kỳ Giáng sinh này, hai bạn đã gợi ý đó là muốn dâng 50 phần quà dành cho những người khó khăn. Và hôm thứ Tư thì hai bạn đã dự phần, đóng góp cái số tiền đó để mua 50 phần quà. Tôi thấy rất là vui vì phần quà trị giá là 300.000, gồm có gạo nè ha, mì gói, rồi dầu ăn, rồi đường, rồi bột ngọt, hạt nêm gì đó, cũng được khoảng 300.000 một phần. Và tôi rất là vui vì cớ làm chúng ta tự thân vận động ở trong Hội Thánh của mình. Và đây là tấm lòng mà tôi rất là trân quý. Và hy vọng rằng không phải là lần đầu, cũng không phải là lần cuối, nhưng mà nó là sẽ có thêm những lần nữa. Không em mà. Để rất là nhiều cái chương trình để cần, để vươn tới cộng đồng, vươn tới những người nghèo. Cảm ơn Chúa. Sáng nay thì chúng ta sẽ quay tiếp tuần thứ 3 ở trong tháng 12 này, cũng chủ đề xuyên suốt ở trong chủ đề Giáng sinh. Trong tháng 12 này chúng ta sẽ học về những chủ đề Giáng sinh thôi. Chúng ta học về tuần rồi chúng ta học về điều gì à? Bởi vì chi Đức Chúa không làm được, đó là tấm lòng của Mary. Và tuần này thì tôi muốn gửi đến Hội Thánh của Chúa, chủ đề đó là lễ vật dân Chúa, của lễ dân Chúa. Được ghi trong Matthew đoạn 2 từ câu 1 tới câu số 12. Lễ vật dân Chúa
Bây giờ chúng ta sẽ cùng đứng lên để đọc lời của Chúa. Kinh Thánh được ghi trong Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 1 tới câu số 12. Rồi, chúng ta có phung đoạn Kinh Thánh trước mặt chúng ta. Chúng ta sẽ đọc chung chậm rãi những câu Kinh Thánh này. Chúng ta đọc chung với nhau. Khi Đức Chúa Giê-xu đã Giáng sinh tại thành Bethlehem miền Giu-đê vào thời trị vì của vua Hê-rốt, có mấy nhà thông thái ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem hỏi rằng: vua dân Do Thái vừa sinh tại đâu? Vì chúng tôi đã thấy ngôi sao Ngài bên đông phương nên đến để tôn thờ Ngài. Nghe tin ấy, vua Hê-rốt cùng cả thành Giê-ru-sa-lem đều bối rối. Vua triệu tập các thầy tế lễ cả và các thầy tông giáo trong dân lại để hỏi họ: Đấng Christ được sinh tại đâu? Họ tâu rằng: tại thành Bethlehem miền Giu-đê, vì có lời tiên tri chép rằng: hỡi Bethlehem thuộc Giu-đê, người đầu kém gì những thành phố hàng đầu của Giu-đê, vì từ ngươi sẽ xuất hiện một lãnh tụ, người sẽ chăn dắt dân Israel của ta. Hê-rốt bí mật mời các nhà thông thái đến để tìm hiểu kỹ về thời gian ngôi sao đã xuất hiện. Rồi vua sai họ đi đến thành Bethlehem và căn dặn: hãy đi dò hỏi thật kỹ về con trẻ ấy, khi tìm gặp rồi hãy cho ta biết để ta cũng đến tôn thờ Ngài. Nghe vua truyền xong, họ liền đi. Kìa, ngôi sao họ đã thấy bên đông phương đi trước họ cho đến nơi con trẻ ở mới dừng lại. Thì thấy ngôi sao, họ hết sức vui mừng. Vào đến nhà, họ thấy con trẻ và Mary, mẹ Ngài, thì phủ phục xuống thờ lại Ngài. Rồi họ mở hộp châu báu ra, dâng lên Ngài những lễ vật là vàng, nhũ hương và mộc dược. Sau đó trong chiêm bao, họ được Đức Chúa Trời mách bảo đừng trở lại nơi vua Hê-rốt, nên họ đi đường khác mà về xứ mình. Tôi xin được phép cầu nguyện trong giờ này. Chúng con dâng lời Ngài ở trong tay của Chúa. Xin lời Ngài đến với tấm lòng của ông bà chị em con trong sáng hôm nay, để mọi người chúng con được nghe lời Chúa, chúng con suy gẫm lời Chúa, chúng con lấy những điều tốt lành trong lời của Ngài để dạy dỗ cuộc đời của chúng con. Xin Chúa chúc phước cho lời của Ngài và Thánh Linh Chúa Ngài hiện trong giờ này để đến với từng lòng mọi người. Xin Chúa ban phước cho chúng con để chúng con hết lòng được nghe lời Chúa một cách tỏ tường. Thánh Linh Chúa làm cho sống lại trong lời của Chúa. Ngài đưa chúng con vào bối cảnh văn mạch trong lời của Ngài để chúng con hiểu rõ hơn về cách mà Đức Chúa Trời đã đem những người thông thái này để tìm gặp hài nhi Giê-xu. Con cảm ơn Ngài. Xin sức dầu cho chúng con trong giờ này, ban phước cho chúng con. Chúng con cầu nguyện trong danh Chúa Jesus Christ. Amen. Trên con cảm ơn Thánh đang tạm. Như tôi đã nói và tôi chia sẻ, cái mùa yêu thương tháng 12 này không phải lễ kỷ niệm ông già Noel. Chúng ta có rất là nhiều cái truyền thuyết văn hóa đã đem đến người dân Việt Nam của chúng ta và đặc biệt là trên thế giới về hình ảnh ông già Noel. Và rất là nhiều người họ đã nghĩ rằng cái ngày này là ngày của ông già Noel, nhưng thật sự không phải là ngày nói về ông già Noel. Nhưng mà chúng ta hiểu rõ rằng mùa này hoặc là những ngày xuyên suốt trên thế giới, họ đang làm những cái ngày kỷ niệm, đó là ngày lễ kỷ niệm về Chúa Giê-xu Giáng sinh. Chúa Giê-xu cũng không phải sinh vào tháng 12 hoặc là gọi là mùa đông. Nhưng mà có nhiều văn mạch Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết đó là Chúa Giê-xu không phải sanh vào mùa đông và cũng không phải là ngày Chúa sanh là 24 hoặc 25 tháng 12. Vì hãy nhớ điều này nha. Không ai biết Chúa Giê-xu sanh ngày 24, 25 tháng 12. Không ai biết cả. Nhưng mà với những cái văn mạch Kinh Thánh thì xác định rõ là Chúa Giê-xu không phải sanh vào mùa đông và không phải sanh vào đúng ngày 24, 25 tháng 12. Và có nhiều câu chuyện giả thuyết ghi lại giống như chúng ta vừa đọc, đó là khi Chúa Giê-xu Giáng sinh tại Bethlehem miền Giu-đê thì vào cái thời đó có một vị vua tên là Hê-rốt trị vì, có mấy thầy thông thái ở đông phương đến thành Giê-ru-sa-lem để tìm hỏi vua Do Thái, vua dân Giu-đa mới sanh tại đâu. Lại có một cái câu chuyện người ta nói ba ông này là ba ông vua đi tìm hài nhi Giê-xu. Nếu quý vị đẹp đọc Kinh Thánh kỹ trong bốn sách Tin Lành thì chỉ có hai sách ghi lại về sự Giáng sinh của Chúa, đó là sách Ma-thơ và sách Lu-ca mà thôi. Sách Giăng và sách Mác không hề ghi lại câu chuyện về Chúa Giê-xu Giáng sinh. Cho nên tất cả những sự kiện quay trở lại đúng Kinh Thánh để chúng ta tin. Đó là không phải ba vua đi tìm Chúa, nhưng mà Kinh Thánh nói rằng cho chúng ta biết rằng có một đoàn người này, đây là những người thông thái đi tìm Chúa, chứ không phải là ba vua đi tìm Chúa. Tại sao người ta lập cơ sở và người ta nghĩ rằng có ba người này, ba nhà thông thái này họ đi tìm? Tại vì họ suy luận ở chỗ đó là gì? Những phần quà được dâng lên đó là vàng, nhũ hương và mộc dược, và họ nghĩ là có ba người để dâng. Cho nên họ lập luận những cơ sở đó, và khi những cái cơ sở đó nó không có cơ sở
tức là nó không có được chứng minh, thì chúng ta không thể nào xác định là cái những cái người này trong cái bối cảnh này là những người đi tìm Chúa, là ba vua, chỉ có ba vua thôi chứ không phải là được 4-5 vua, và cũng không phải là chỉ có ba nhà thông thái, nhưng mà có thể rất là nhiều nhà thông thái đi tìm thầy như Giêsu trong cái câu chuyện này. Cho nên khi chúng ta đọc Kinh Thánh á, chúng ta phải quay trở lại để chúng ta nắm chắc những gì Kinh Thánh ghi lại, và những gì Kinh Thánh ghi lại thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn. Rồi rất là nhiều, khi mà tôi đào sâu về Kinh Thánh, tôi thấy phát hiện rằng phải nói rằng mình đi với Chúa nhiều năm rồi, nhưng mà mình cái sự hiểu biết của mình trong lời Chúa mình quá non trẻ. Tại sao? Tại vì mình suy gẫm từng câu, từng từ, từng chữ thì mình thấy rằng mình quá thật là thiếu sót. Bây giờ buổi sáng hôm nay chúng ta sẽ có chủ đề, đó là lễ vật chân Chúa được ghi ở trong Ma-thi-ơ đoạn 1, đoạn 2 từ câu 1 tới câu 12. Và tôi muốn dùng ba cái gọi là ba cái thái độ mà những người thông thái này đi tìm Chúa. Đó là gì? Đầu tiên, cái động từ mà tôi muốn nhắc đến đó là gì? Đó là tìm. Tại sao tôi muốn nói rõ hơn về những người này? Và tôi muốn xác định họ không phải là vua. Và Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết đó là những nhà thông thái. Và khi người ta tra cứu Kinh Thánh lại á, ở trong cái tiếng bản Hy Lạp á, Hy Lạp cổ đại để ghi Kinh Thánh á, thì người ta phát hiện thế này. Trong cú âm của Ma-thi-ơ, và khi mà họ dùng từ Hy Lạp, thì cái ba cái người thông thái này trong tiếng Hy Lạp ghi là chữ Makroi. Cái từ Makroi này á là từ nói lên những con người thông thạo về thuật chiêm tinh, họ thông thạo về thuật huyền bí, và họ cái nguồn gốc của từ này á là nó nói lên những con người ở trong thuộc hàng tư tế và có học thức, có địa vị. Ở trong cái tiếng ngôn ngữ của người Ba Tư cổ á, thì cái từ Makroi này phát sinh để cho người ta hiểu rằng những người này là những người giỏi, những người có vị trí quyền lực, họ thông hiểu thiên văn địa lý, và những người này là những người họ có thể nhìn sao để đoán được vận mạng. Ha. Cho nên khi chúng ta đọc ở cái bản này thì chúng ta sẽ hiểu rõ hơn những người này là họ nhìn sao và họ biết có chuyện gì đang xảy ra. Vậy cái việc mà những người mà coi thiên văn địa lý á, nó không phải là mới đây, nhưng mà đã có nhiều ngàn năm về trước rồi, từ cái khu Đông Phương hay gọi là khu Medi-Ba-Tư, hay là những cái nơi mà bây giờ là Iran, Iraq gì đó, Ai Cập gì đó, những cái khu vực đó, những người Hồi giáo. Bây giờ chúng ta quay trở lại, đó là gì? Đó là Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết những người này họ đã thấy gì? Họ thấy cái gì vậy? Họ thấy gì? Có gì? Có ngôi sao. Với những người khác thì họ sẽ không biết ngôi sao đó là ngôi sao gì. Nhưng với những người này là những người họ am hiểu về thiên văn địa lý, và họ được học hoặc là họ tra cứu về những gì những sách cổ để lại. Cho nên vào thời điểm khi họ nhìn thấy cái ngôi sao đó đó, thì họ có thể biết được rằng có một vị vua được ra đời. Và cái dấu hiệu để cho họ biết đó là ngôi sao đó, họ nhìn cái ngôi sao tại Đông Phương đó để họ biết có một vị vua sắp ra đời. Và vị vua đó được sinh tại đâu, thì lúc bây giờ chúng ta sẽ đi Kinh Thánh, chúng ta sẽ lược trích hơn. Và sau đó khi họ nhìn thấy cái ngôi sao đó thì họ để thêm một bước, đó là gì? Họ đi tìm. Khi họ thấy xong rồi họ tìm, và họ đi đến Giu-đa, đến Giê-ru-sa-lem. Họ cũng không biết vua Giu-đa sinh tại đâu, tại họ xem ngôi sao mà. Họ đến đó rồi họ mới không biết, mà hỏi người ta, rồi bắt đầu tiếng đồn được điều truyền đến tai của vua Herod, và vua Herod mới mời những người này vào trong vua và trong cung vua, và hỏi lại rằng các người nghe như thế nào. Rồi họ trình bày là tôi thấy cái ngôi sao này bên Đông Phương, bây giờ tôi đến đây để tôi tìm. Thì sau đó thì vua mới hỏi những người mà thông giáo, thầy thông giáo ở trong cái triều thần của ông á, thì họ lật Kinh Thánh ra và họ nói là vua dân Giu-đa phải sanh tại Bethlehem xứ Giu-đê. Và họ có những cái lời Kinh Thánh để trích dẫn rằng vua Giu-đa phải sanh tại Bethlehem đó. Sau đó thì vua cũng không đi tìm luôn, nhưng vua mới sai những nhà người thông thái này đi tìm, đến Bethlehem tìm vua dân Giu-đa. Và ông có nói một điều rằng nếu bây giờ đến đó đi tìm mà tìm ra rồi đó, thì hãy quay trở lại để cho ta biết, để ta cũng đến để thờ lại vua luôn. Nhưng mà sau đó Kinh Thánh ghi lại là họ vừa đi ra khỏi, lập tức họ thấy lại cái ngôi sao mà họ đã từng thấy bên Đông Phương đó, và dẫn họ đến cái ngôi nhà. Và khi họ bước vào nhà thì họ thấy bà Mary cùng với con trẻ, họ sắp mình thờ lại. Đầu tiên đó là thấy, sau đó là tìm.
Và khi tìm được rồi thì họ phải bày tỏ bằng hành động. Đó là gì? Họ quỳ gối xuống, họ dâng lễ vật cho Ngài, họ tiến cống lễ vật cho Ngài, đó là vàng, nhũ hương và một vật dược. Ba điều chúng ta sẽ học trong sáng nay đó là thấy, thứ hai là tìm, thứ ba là dâng. Chúng ta đọc lại, thứ nhất là gì? Thấy, thứ hai, thứ ba, đọc lại, thấy, tìm, dâng. Nhớ quý vị nha. Thứ nhất là thấy, thứ hai là tìm, thứ ba là dâng. Có nhiều truyền thuyết người ta nói là ngôi sao đã dẫn đường ba vua đi đến để gặp Hài Nhi Giê-xu, có đúng không? Đúng không vậy? Chị Hồng có đúng không? Tiền có đúng không? Đúng không? Thật sự nếu mà chúng ta tra cứu á, thì và tôi tìm hiểu Kinh Thánh á, thì không hề có một điều gọi là ngôi sao dẫn đường những nhà thông thái này để tìm Hài Nhi Giê-xu. Tại sao? Khi họ thấy ngôi sao và họ mới đi tìm ở tại Juda, tại Jerusalem, ở tại Do Thái. Nếu mà họ thấy á, ngôi sao dẫn đường thì họ đi thẳng luôn chứ kỳ gì đâu phải về tới đó để tìm nữa. Đúng không ạ? À? Nhưng mà khi mà họ vừa vào trong cung vua nói chuyện với vua xong, vừa ra thì có thể là cái quãng đó là mất tích luôn cái ngôi sao. Nhưng mà họ vừa ra đó thì họ lập tức họ thấy lại cái ngôi sao mà đã từng thấy. Và cuối cùng ngôi sao đó mới dẫn họ đến gặp Hài Nhi Giê-xu. Và ước lượng cho người ta để ước lượng thống kê á, thì cái thời điểm mà họ gặp Chúa Giê-xu vào thời điểm đó đó thì có thể là được là lúc bây giờ là con trẻ rồi chứ không còn Hài Nhi Giê-xu nữa. Tại vì Kinh Thánh ghi lại nha, lúc bây giờ Chúa Giê-xu sanh ở chuồng chiên mắng cỏ. Và khi mà trong phân đoạn Ma-thi-ơ này ghi lại là những nhà thông thái này khi họ gặp Chúa là họ gặp con trẻ chứ không phải là gặp Hài Nhi. Gặp con trẻ chứ không phải là gặp Hài Nhi. Và lúc bây giờ là Chúa Giê-xu đã có thể là vài tháng tuổi rồi. Đây là những cái luận cứ rất là chính xác chứ không phải là Hài Nhi nữa, mà là một cái đứa bé nó được trưởng thành được vài tháng tuổi. Cho nên chúng ta sẽ biết thêm để chúng ta có thêm cái kiến thức ở trong nền tảng lẽ thật của Chúa. Matthew đoạn 2 ghi về câu chuyện Chúa Giê-xu sanh, nói về ba những cái nhà thông thái này đi tìm Chúa Giê-xu. Nhưng mà tại Luca thì lại nói câu chuyện của hài đồng, những người hài đồng đó và các thiên sứ tung hô để chào đón Chúa Giê-xu Giáng sinh, lúc bây giờ mới gọi là Hài Nhi. Cho nên là hai văn mạch của hai phân đoạn này nói về sự kiện khác nhau, trong bối cảnh khác nhau, nhưng mà nói về một Chúa Giáng sinh. Chúng ta đặt lòng mình vào chỗ đó để chúng ta hiểu rõ hơn. Bây giờ chúng ta sẽ đi chi tiết hơn phân đoạn Kinh Thánh này. Thứ nhất, đó là họ thấy gì? Thứ nhất là họ thấy ngôi sao bên đông phương. Với những người này, họ có một cái cặp mắt đặc biệt, đó là gì? Họ nhìn thấy có ngôi sao. Và những cái gì họ học, họ hiểu, nhiều năm mà họ được gọi là tìm hiểu, thì họ biết rằng có một đấng cứu thế, hay là đấng vĩ đại đó, hay là một vị vua anh minh ra đời. Cho nên chính vì lẽ đó mà khi mà họ nhìn lên bầu trời ở tại đông phương, họ phát hiện rằng có một vị sao sáng, và cái vị sao đó báo cho họ biết rằng có một vị vua được sinh ra ở tại Juda. Và họ cũng không biết rằng cái vị vua đó, chỉ biết là ở đó thôi chứ họ cũng không biết là sinh ở tại làng nào, ở quê chốn như thế nào. Đầu tiên đó là cái việc quan trọng ở đây, đó là họ thấy Chúa cho những con người này có một cái điều đặc biệt, đó là họ thấy. Với những người khác thì họ không thấy. Tôi không biết rằng cái ngôi sao này khi mà được phát quang lên thì những người thông thái này thấy, nhưng mà ở tại Jerusalem những người khác có thấy hay không tôi không biết. Nhưng mà cái điều đặc biệt đó là gì? Giống như những con người này được chọn để thấy, và họ biết phân tích, và họ nhìn thấy rằng có một vị vua anh minh ra đời. Và bằng mọi giá họ đi đến một cái quyết định thứ hai, đó là gì? Đó là họ đi tìm. Cho nên cái việc mà thấy á, nó cực kỳ quan trọng đối với những người này. Khi mà hồi nãy giờ tôi giải thích á, những người này là những người học vị rất là cao. Họ có vị trí ở xã hội lúc bấy giờ. Họ là nhà tương tế. Và thậm chí tôi xin thưa luôn, họ là những người định hướng cho một quốc gia, một triều thần, cho lãnh đạo định hướng. Có đúng không ạ?
Thế mà khi họ thấy thì họ bắt đầu nhìn thấy có một cái sự việc rất là quan trọng, và họ phải khăn gối, họ làm tất cả, họ sắp xếp tất cả để chi? Để mau mau để lên được. Đức Chúa Trời có một cái cách rất là hay, đó là Ngài muốn làm một việc gì đó, Ngài thường báo trước qua những hiện tượng. Ngài muốn làm một việc gì đó, Ngài báo trước qua những hiện tượng. Và đối với con dân của Chúa ngày hôm nay, tôi muốn nói một điều là chúng ta cầu xin Chúa Ngài cho mình thấy. Ở trong lời Chúa ghi lại cho chúng ta biết rằng người khôn ngoan thì sẽ có con mắt ở trên đầu. Không phải là đầu mình có con mắt, nhưng mà có nghĩa là cái đầu mình sẽ có con mắt. Theo cái nghĩa bóng á, là mình có thể nhìn thấy được những gì đang diễn ra. Những gì đang diễn ra ở trong thế giới loài người, để cho chúng ta biết rằng Ngài Chúa Giêsu sắp trở lại rất là gần. Vì hãy cảnh tỉnh điều này nha. Ngài Chúa Giêsu sắp trở lại rất là gần. Và theo chu kỳ lời Chúa ghi lại trong Khải Huyền, chúng ta vừa bước chân vào những năm tháng của những cái dịch bệnh. Con ngựa của dịch bệnh đã xảy ra. Sau đó tới con ngựa của gì? Chiến tranh xảy ra. Vị có xem những thước phim chiến tranh xảy ra. Rồi khi chiến tranh xảy ra thì thêm nữa, đó là con ngựa đói kém xảy ra. Toàn cầu tê liệt, buôn bán ế ẩm, tất cả mọi nơi đều đóng cửa hết. Và những gì mà gọi là dự trữ về tài chính được đưa lên. Ví dụ như là vàng. Vàng được đưa lên. Tại sao? Tại vì người ta không còn nơi cất giữ tốt, người ta sẽ đầu tư vào những cái kênh vàng, đô la, những cái gì đó. Sau cái biến cố đó, thêm một con ngựa thứ tư biết sắp xảy ra, đó là gì không? Đó là ngựa của lừa dối. Hãy nhớ vị, dịch lệ. Thứ hai là chiến tranh. Thứ ba là đói kém. Và cuối cùng là gì? Lừa dối. Hãy cẩn trọng về điều này. Tôi muốn nói vị, hãy cẩn trọng về điều này. Vì nếu không nhìn thấy được, chúng ta là người sẽ lãnh cái hậu quả. Không phải là mình không yêu Chúa, mình yêu Chúa lắm chứ. Nhưng mà do mình không có thấy. Và tất cả những sự kiện ở trên trần gian này xảy ra, những cái gì mà chúng ta thấy, để cho chúng ta biết rằng Ngài Chúa Giêsu sắp trở lại. Để chúng ta làm gì? Chuẩn bị tấm lòng mình chờ đón Chúa Giêsu trở lại. Cho nên rất là nhiều người mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng Ngài Chúa Giêsu trở lại, rất là nhiều người bị bỏ lại. Tại sao gì? Họ không thấy và họ không biết được, không biết được thời và kỳ của nó. Và khi chúng ta quay trở lại Kinh Thánh á, những nhà thông thái này khi họ thấy thì họ phải làm gì? Họ thấy có một sự việc xảy ra rất là quan trọng. Có một vị vua anh minh sắp ra đời. Một vị vua này là một vị vua cứu nhân độ thế, hay người ta gọi là đấng cứu thế. Thì họ phải bằng mọi giá để đến để gặp cái vị vua anh minh đó. Chúng ta thấy không? Rất là quan trọng cho một người. Họ có vị trí chứ, họ có điều kiện chứ, họ có địa vị chứ, họ có học thức chứ. Và họ đã thấy. Kinh Thánh không ghi cho chúng ta biết rằng cái đoàn người là bao nhiêu người. Nhiều người đoán là 3 người. Nhưng mà theo thống kê thì người ta thấy là hơn cái số 3 người đó. Và họ tại Đông Phương, rất là xa. Để họ làm gì? Họ đi tìm Hài Nhi Giê-xu, hay còn gọi là một vua mới ra đời. Một vua mới ra đời. Cho nên có nhiều người luận cứ rằng chỉ có những người nghèo mới đi tìm Chúa Giêsu. Xin thưa, không đúng. Những người giàu có những người có vị trí, những người có địa vị trong xã hội bây giờ, họ cũng đi tìm Chúa mà. Tại sao? Tại vì họ biết có một vị vua anh minh, và Đức Chúa Trời đã dùng bầu trời và các vì sao để nói rằng có một vị vua ra đời. Sự Giáng sinh của Chúa không phải là chuyện đơn thuần như người ta nghĩ, rằng giống như một vị giáo chủ đến trần gian này. Và tôi có một cái suy nghĩ rằng đôi lúc chúng ta dùng từ sai. Chúa Giêsu đến thế gian này, vị nghe có đúng không? Chúa Giêsu đến thế gian này có đúng không? Đúng không? Không đúng. Đến là gì? Từ một nơi đến. Nhưng mà Chúa Giêsu ở trên kia, vậy sao? Giáng xuống hay là xuống đây?
Nếu đúng từ mình dùng á là Chúa Giêsu không đến thế gian, nhưng mà Ngài giáng xuống, hoặc là Ngài xuống trần gian này để cứu con người. Amen không ạ? Cho nên đôi lúc chúng ta dùng từ nó bị gọi là không đúng về cái điều mà vĩ đại, điều tuyệt vời mà Chúa Ngài đã đến thế gian như cách mà con người nghĩ. Cho nên chúng ta dùng từ đúng hơn. Và khi những người này họ nhìn thấy ngôi sao và họ biết rằng có một vị vua anh minh từ trời xuống thế gian này để cứu nhân độ thế, cho nên họ gác bỏ tất cả làm gì, và họ quyết định đó là đi tìm. Bây giờ tìm đâu? Đầu tiên đó là thấy, sau đó là đi tìm. Họ tìm, Kinh Thánh ghi lại rằng họ từ Đông Phương để họ qua Jerusalem, xứ Giu-đê hay là Do Thái đó. Họ mất nhiều tháng trời, hồi xưa không có bây giờ máy bay, chỉ có bay vài tiếng là bay tới Jerusalem đâu, không có đâu. Không có máy bay để bay. Rồi phương tiện đi lại lúc bây giờ thì hầu hết là băng qua sa mạc, rất là cực khổ. Nhưng mà họ đi có thể bằng lạc đà, hoặc là bằng ngựa, hay bằng những cái cách gọi là họ đi giao thương thời bấy giờ. Và chúng ta thấy rõ rằng người ta thống kê và người ta lập luận luận cứ rằng á, những người này có thể đi bằng lạc đà. Tại vì vào thời điểm bấy giờ á, cái hương gọi là những cái thích hương hay là những cái hương liệu của Ai Cập á, Ba Tư á, là một trong những cái hương liệu nó rất là quý. Và những lái buôn họ đi thông thương các quốc gia khác, đó là gì? Người ta dùng cái từ con đường tơ lụa đó. Vì có thường nghe con đường tơ lụa không? Tức là họ thông thương, buôn bán những hương liệu, những vải vóc từ những con đường đó. Nó có giống như một con đường đi trên sa mạc như vậy. Và họ đi bằng cách đó. Và nhiều tháng trời để họ đi đến. Họ đi đến để tìm hài nhi Giê-xu. Từ khi họ thấy, có nghĩa là gì? Khi mà cái ngôi sao nó phát quang, cho nên khi họ thấy Chúa Giê-xu, nó không phải là họ đến gặp hài nhi Giê-xu mới sanh. Nhưng mà nhiều tháng, mà Kinh Thánh ghi là khi họ đến đó, là Chúa Giê-xu trở nên một cái gọi là đứa trẻ rồi. Đứa trẻ Giê-xu rồi, chứ không còn là hài nhi Giê-xu nữa. Và bây giờ họ đi tìm đâu? Đó là họ đến Jerusalem. Mà Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết rằng họ cũng không biết là tìm ở đâu nữa, nhưng họ biết rằng tại Jerusalem đó có một vị vua anh minh ra đời. Và sau đó họ đi vào thành, họ hỏi mọi người. Lập tức cái lời đó đến ai? Đến tai của vua. Vua mời những người thông thái này và hỏi họ: ủa, vì nghe nói là có vua Giu-đa mới sanh à, ở đâu bây giờ cho tôi biết đi. Thì sau đó thì Kinh Thánh ghi lại rằng vua mới hỏi các nhà thông giáo, các thầy thông giáo ở trong cái cung á, thì họ cho biết rằng vua Giu-đa sanh tại Bethlehem. Nhiều tháng ròng rã họ đi tìm, họ phải để lại gia đình của mình, họ để lại vị trí quyền lực của mình, họ để lại sự giàu có của mình, họ để lại cái sự học thức khôn ngoan đời này để lại, để mong tìm một hài nhi Giê-xu hay là một đứa trẻ Giê-xu nhỏ được sanh ra và được gọi là đứng cứu nhân độ thế. Tìm tại vì họ biết có một đấng vĩ đại được sanh ra, cho nên họ đi tìm. Họ để tất cả để đi tìm. Đây là điều cực kỳ quan trọng cho chúng ta là cơ đốc như ngày hôm nay. Họ muốn được gặp Chúa đó. Có dễ không? Có dễ không vậy? Hả? Khó, rất là khó. Họ phải băng rừng lội suối qua rất là nhiều sa mạc, hàng nhiều tháng trời. Để chi? Để mong được gặp Chúa. Rất là khó. Và họ bằng mọi giá đi tìm như vậy đó. Và họ bằng mọi giá đi tìm. Họ mong được tìm. Họ những con người này khao khát để tìm. Và họ đã bằng mọi giá họ đi tìm. Họ không biết họ đi tìm. Và khi thậm chí họ đến đó, họ không biết Chúa Giê-xu sanh ở đâu, cho nên họ phải đi tìm và đi hỏi cho ra lẽ là Chúa sanh ở đâu, vua dân Giu-đa sanh ở đâu. Ở đây á, nếu chúng ta có một nhu cầu nào cần thiết, ví dụ như mình bị bệnh đi,
Rồi một cái bệnh nan y đó dường như không ai chữa được, và thậm chí là bác sĩ bó tay, bệnh viện trả về luôn. Nếu quý vị có nghe được ai đó nói cho mình biết rằng ở tại đâu đó có một cái ông thầy lang nào đó, ông đã từng chữa cái chứng bệnh đó và nhiều người hết, tôi hỏi quý vị có đi tìm không? Có đi tìm không quý vị? Tìm. Và nếu mình đi tìm, mình không, mình đã nói mà không tìm được thì mình phải hỏi người ta có đúng không ạ? Ở tại chỗ đó, ở tại huyện đó có cái ông đó tên gì hay không, và ông đó phải là chữa cái bệnh đó hay không, chúng ta phải đi tìm. Đó là cái cách con người mình như vậy đó. Có nghĩa là bây giờ không cần biết ổng là ai. Ổng đẹp trai, ở đây không có nói ổng đẹp trai, không có nói về sự giàu có, nhưng mà người đó là người có thể đáp ứng nhu cầu của mình khi mình cần được giải quyết nan đề, và bằng mọi giá mình đi tìm. Và ba vua này, họ thấy một điều đó là gì? Khi họ thấy cái ngôi sao, và khi họ tra cứu lịch sử và họ tìm một số tài liệu á, thì họ phát hiện ra một điều đó là gì? Đó là cơ hội có 1 không 2 trong cuộc đời của họ. Kinh Thánh không ghi họ sống bao nhiêu năm, nhưng mà không phải là ai trong cuộc đời mình có thể gặp được một ngôi sao và gặp được vua anh minh hài nhi Giê-xu đó. Cho nên bằng mọi giá họ đi tìm. Chúng ta có thường xem một số tin tức người ta đưa lên là ngày hôm đó có nhật thực toàn phần gì, và người ta thống kê là bao mấy trăm năm mới có một lần, có đúng không à? Và tôi nhớ có một lần nào ở đầu Phan Thiết á, nhật thực gì đó, bắt đầu người ta sắp xếp công việc làm ăn bỏ hết, người ta chạy xuống đó, bắt đầu người ta chuẩn bị máy quay phim, máy chụp hình, rồi đứng đó ở đó bao nhiêu ngày đêm canh để chờ cái gọi là nhật thực để người ta chụp hình thôi. Tại sao? Tại rất là nhiều trăm năm mới có một lần. Và ở đây khi mà những nhà thông thái này họ đọc được cái tư liệu và họ phát hiện ra rằng phải nói là nhiều ngàn năm cũng chưa chắc có một lần, cho nên họ sắp xếp để họ đi tìm. Quý vị ơi, chúng ta thấy rằng tại sao mà họ đi tìm Chúa Giê-xu? Tại sao họ đi tìm vua dân Giu-đa? Tại sao họ đi tìm một đấng cứu rỗi? Tại vì đấng đó là đấng đặc biệt quá đi, mà cả cuộc đời chưa chắc gì ai có thể gặp được. Và họ bằng nhà mọi giá họ đi tìm. Chúng ta học được gì về những người này? Đôi lúc Chúa ở ngay trước mắt mình luôn, mình không chịu tìm. Thậm chí luôn rất là gì ngắn cây số, 5-10 cây số, mất có 10 phút đến nội thánh, 5 phút hay là 15 phút, 20 phút nội thánh, mà chúng ta cũng không chịu tìm nữa. Tại sao? Đôi lúc mình đặt Chúa ra ngoài, mình không thấy Chúa là nhu cầu của mình. Và khi thấy, họ đi tìm. Đôi lúc chúng ta không thấy, cho nên chúng ta không đi tìm. Và đôi lúc chúng ta thấy, nhưng mà chúng ta không chịu đi tìm. Tại sao? Tại vì có thể một lúc nào đó mình không nhìn thấy được rằng đấng đó nó quan trọng trên cuộc đời của mình, cho nên mình không chịu tìm. Và cảm ơn Chúa khi chúng ta học điều này để chúng ta thấy rằng cực kỳ vĩ đại cho một ai đó thấy rõ Chúa trên cuộc đời của mình. Và đứng đó có thể lấp đầy trong tâm linh của họ. Cho nên chính vì thế đó bằng mọi giá họ mới đi tìm. Tôi thường dùng cái hình ảnh này nói về những người mua hàng online. Cái nghệ thuật online á, nó hay ở chỗ là gì? Đó là khi mà nó quảng cáo trên mạng là sao à? Đầu tiên mình thấy trước, mình nghe trước, mình thấy trước, mình cảm thấy nó ok thì làm sao vậy? Tìm cho ra sản phẩm cần thiết. Chàng ơi, tôi thấy, tôi không biết tôi có bị như vậy không tôi. Nhưng mà có nhiều người mình thấy họ quảng cáo rất là hay, cái sản phẩm đó họ quảng cáo rất là tuyệt vời, mình nhìn mình nghe cảm thấy nó tuyệt vời lắm. Tìm. Cuối cùng mua về nhiều khi bị sao? Thằng nói gì bị gì? Ôi giời. Thì không giống như những gì mà quảng cáo, có đúng không à? Quý vị ơi, cái cuối cùng của một con người đi tìm cực kỳ quan trọng. Tại sao? Tại vì họ muốn thực sự mắt của họ không phải thấy bằng những gì họ thấy, nhưng mà họ muốn chiêm ngưỡng đấng sinh ra là ai
đứng đó vĩ đại thế nào, được gọi là vua Dương Giuđa được sinh ra thế nào, và họ bằng mọi giá họ đi tìm. Giống như mình bình thường, con người mình thấy cái đó đẹp đó rồi cái tự mình đi tìm, đi tìm để chi? Để mình mong mình trải nghiệm nó. Mình làm sao để mình trải nghiệm nó, có đúng không cô Hồng? Mình mua sản phẩm về mình muốn thấy nó quảng cáo hay quá, về thử coi ra sao, cuối cùng sao à, trải nghiệm không biết có giống những gì quảng cáo không. Nhưng mà mình thấy rõ ràng khi Chúa Giêsu Giáng sinh được ghi trong Luca đó, trong lúc mà Chúa Giêsu Giáng sinh á, Kinh Thánh ghi lại thế nào à, bao nhiêu thiên sứ muôn vàng thiên binh ca ngợi Chúa. Wow, ở đây ai sinh ra đời mà được gọi là giống như là tổng thống đến để chúc mừng không? Có ai được sinh ra đời tổng thống chúc mừng, thậm chí là ông thủ tướng hay chủ tịch của quận huyện gì gửi thư chúc mừng, chúc mừng anh Trần Tường gì ra đời, chúc mừng chị Trần Thí Diễm ra đời. Ok, có ai được viết cái tờ giấy đó không? Chưa mà. Nhưng mà Chúa Giêsu sinh ra không phải là ông vua, ông chúc mừng. Không phải là những người gọi là những người mà có vị trí chúc mừng không? Nhưng mà chúng ta thấy rằng những cái người mà dường như không nghĩ được là người chúc mừng thì lại là chúc mừng. Thứ nhất là một đồng. Những người rất là nghèo khi nghe Chúa Giêsu ra đời lại chúc mừng. Những người đi chăn chiên, chăn dê, chăn bò, mình hiểu Việt Nam, chăn chiên, chăn dê, bò đến chúc mừng. Rồi Kinh Thánh ghi lại là gì? Từ trên trời muôn vàng xiên thứ thánh của Chúa đến để chúc mừng hài nhi Giêsu ra đời. Wow. Tôi không hiểu là cái hồi đó giờ tôi cũng chưa bao giờ thấy thiên sứ bằng mắt thường. Mà tôi nghĩ rất chắc là muôn vàng thiên binh thiên sứ tại cái khu vực đó nó sáng rực luôn vì những cái ánh hào quang của thiên sứ xuất hiện. Là cảm ơn Chúa. Năm nay phải không? Mình năm nay đúng không tiên? Mình đã từng đến với Bethlehem đúng không? Và chúng tôi đứng trước cái cánh đồng Bethlehem tại Do Thái để cho chiêm ngưỡng. Cả khu vực chứng kiến Chúa Giêsu ra đời và có các thiên sứ để xuất hiện để chào đón một vua sinh ra. Giỏi lắm, bây giờ chào một nguyên thủ tướng ra bắn vài phát đại bác thôi đúng không? Làm những nghi lễ của các nguyên thủ quốc gia xuất hiện, vua hay gì nguyên thủ đấy. Nhưng mà ở đâu mà cái làm sao mà có một gọi là một hàng vạn thiên binh thiên sứ từ trên trời xuống để chúc mừng? Có ông tổng thống nào, có ông vua nào mà ra mà bước chân ra mà có hàng vạn thiên binh thiên sứ để tới chúc mừng không? Không. Đâu có đâu. Nhưng mà Chúa như vậy. Và tại sao những người này họ biết, họ thấy xong họ đi tìm? Vì không dễ giàu có được cái đó. Không dễ giàu để tìm được. Hình suy nghĩ đi. Bao nhiêu người trong trường dân này? Hơn 8 tỷ người. Thậm chí trong gia đình mình rất là nhiều người không biết Chúa, nhưng mà tại sao Chúa chọn mình để gặp Chúa? Tại sao? Tại Chúa có chương trình, và thậm chí là mình thấy được và bắt đầu mình đến để tìm thờ Ngài. Xin Chúa Ngài nhớ giúp đỡ cho chúng ta trong sáng này. Và khi họ thấy ngôi sao, họ đến đó, họ tìm. Và cuối cùng, Chúa đã cho được họ lòng, họ ao, đó là họ tìm thấy được con trẻ. Và Mary là mẹ Ngài. Lập tức họ sắp mình xuống, họ lại. Anh đọc Kinh Thánh hồi nãy á, anh có thấy rằng khi mà họ đi, họ có đi mình không không? Có không? Họ đi mà họ đi cái họ mang cái gì theo? Những nhà thông thái này họ mang cái gì theo? Vàng, nhũ hương, một dược. Họ đi không không giống cái từ Việt Nam mà đúng từ đặc miền Tây là họ không đi mình hơn. Họ đi có nhiều người mà họ còn mang thêm những lễ vật. Và những lễ vật này là vàng. Lễ vật này là nhũ hương. Và những lễ vật này là một dược để gặp. Họ rất là khôn ngoan. Khi mà gặp rồi á, họ chưa có dâng liền đâu. Họ phải xem có thật sự điều họ thấy hay không, họ mới dừng. Vì đấy, khi họ thấy con trẻ cùng Mary mẹ Ngài, thì đầu tiên đó là họ sắp mình xuống thờ lại. Sau đó họ mới dâng lễ vật. Chứ không phải là bước chân vào gặp là dân lễ vật liền.
Tại sao? Họ muốn chứng kiến và chiêm ngưỡng những gì mà họ muốn thấy vua hài Chúa Giêsu sanh ra. Và họ khi chứng kiến được rồi, họ quá kinh ngạc. Tôi không biết rằng mắt của họ mở ra để họ thấy Chúa Giêsu như thế nào. Họ không biết là họ thấy như thế nào, nhưng mà cái sự hiện diện của Chúa, vinh quang của Chúa, thần thánh của Chúa, nó đặc biệt thế nào đó mà khiến họ phải tiếp thêm một bước, đó là dâng lễ vật. Nếu họ thấy con trẻ là Giêsu cùng với Mary rất là bình thường, thì tôi nghĩ rằng chưa chắc gì họ có thể làm thêm những hành động khác. Và mô tả Kinh Thánh ghi lại, chúng ta không ghi mô tả cho chúng ta chi tiết từng cái chi tiết, nhưng mà tôi nghĩ rằng có thể là khi mà họ thấy được vua Giêsu tại đó rồi đó, thì lòng họ được mở toang, họ rất là vui mừng. Vì cứ ngay ngày hôm nay con gặp được một đấng cứu thế, con gặp được đấng mà bấy lâu nay con chờ đợi, bấy lâu nay con khao khát bấy lâu nay. Và bây giờ rất là nhiều khó khăn, con băng qua thử thách, băng qua đồng, băng qua núi, băng qua sa mạc. Và bây giờ con trận mắt chứng kiến vua Giuđa, vua đấng cứu rỗi đang ở đây. Và bây giờ con quỳ lại ngày trước. Sau đó lễ vật họ dâng. Lễ vật này có phải họ mua ngoài chợ họ đem dâng không? Không. Vào thời điểm bây giờ, Kinh Thánh ghi lại ở trong Sa-mu-ên nhì đoạn 9 nói về hành vi của bà hoàng hậu, nữ vương Sê-ba. Khi bà đi gặp vua Sa-la-môn để nói chuyện, để ý kiến vua đó, bà phải đem vàng, đem nhũ hương, đem những hương liệu quý để biếu cho Salomon. Nhũ hương là một trong những cái hương liệu quý. Tôi sẽ có những lật bài khác chia sẻ hơn về những cái món quà mà họ dâng lên Chúa. Tôi sẽ chia sẻ đâu. Nhưng mà tôi nói rằng những món quà mà họ dâng Chúa vào thời điểm bây giờ là những món quà cực kỳ quý giá, và họ đã dâng lên Chúa. Và cảm ơn Chúa, khi chúng ta quay trở lại Kinh Thánh ở chỗ này, phát hiện ra một điều. Đó là họ dâng Chúa vàng, nhũ hương và một dược. Họ đem từ phương xa, đem tới tại nơi đó để dâng lên Chúa. Chứ không phải họ đi một mình ơn, họ đi một mình. Cái món quà lớn nhất vào thời điểm đó chính là những cái đó. Và nếu chúng ta đọc kỹ liên kết của phân đoạn Kinh Thánh mà chúng ta vừa đọc, ở trong Ma-thi-ơ đoạn 2 từ câu 1 tới câu 12, bắt đầu từ câu 13, có một cái chốt, một cái câu tiêu đề rằng đó là gì? Đó là gia đình của Chúa Giêsu, gia đình của bà Mary phải lánh nạn qua Ai Cập. Họ dâng vàng để làm gì quý vị không? Diễn cống cho vua Giêsu không thôi, nhưng mà đó là những cái hành trang cần thiết cho gia đình của Chúa Giêsu chuẩn bị lánh nạn qua Ai Cập. Tất cả những sự chuẩn bị hết. Tôi hỏi vị luôn, Chúa Giêsu cần vàng không? Chị Thuận, chị có thấy Chúa Giêsu cần vàng không? Không. Chúa Giêsu mới sinh ra cần chi vàng? Đúng không ạ? Chúa Giêsu đâu cần vàng. Nhưng mà nhiệm vụ họ phải dâng vàng. Chúa Giêsu đâu cần nhũ hương một dược đâu. Nhưng mà nhiệm vụ họ phải làm điều tốt nhất, đó là dâng điều tốt nhất cho Chúa. Chúa không cần những cái gì của chúng ta, nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ được vị trí của chúng ta với Ngài là gì, để chúng ta phải dâng điều tốt nhất cho Chúa. Amen. Chúng ta là ai? Đấng mà muôn thiên binh thiên sứ phải đến để ca ngợi chúc tán Ngài. Và thậm chí Ngài Chúa Giêsu bắp tem thôi mà tầng trời mở ra, có tiếng từ trời phán: hỡi con ta đẹp lòng ta mọi đường. Thánh Linh ngự trên Ngài. Đấng mà chúng ta đang thờ phượng như vậy, và vị trí của chúng ta thật là lấp tấp bé so với Ngài. Và Chúa thật sự cũng không cần vàng bạc châu báu gì của bất kỳ ai hết. Nhưng mà chúng ta phải hiểu rõ là gì? Đó là chúng ta phải làm bổn phận của chúng ta với Ngài. Cho dù Ngài không cần, nhưng chúng ta cũng phải làm. Amen.
Vậy cái ngày tháng sinh này chúng ta làm gì cho ngài? Tôi rất là buồn. Thì tôi phải nói cái điều này. Tôi thông báo tới hội thánh của Chúa đó là tôi đã in tất cả những cái thiệp Giáng sinh và chuẩn bị cho cái mùa Giáng sinh này. Và tôi hỏi và tôi gửi hội thánh của Chúa, bây giờ anh chị em ơi hãy mời một thân hữu. Dường như im văn bắt không ai mời. Quý vị không mời họ, Chúa cũng có cách để cứu họ, có đúng không? Nhưng phần của chúng ta phải làm, đó là dâng cái gì tốt nhất lên Ngài. Chúa cần hay không cần? Thật sự Kinh Thánh ghi lại cho chúng ta biết vào bối cảnh này, Chúa sẽ đâu cần đâu. Ngài còn nhỏ bé, Ngài chỉ là một cái đứa trẻ thôi, Ngài đâu cần. Nhưng mà ba vua này, ba nhà thông thái này, những người thông thái này phải đến đó và phải nộp, phải tiến cống một vị vua. Hãy nghĩ đi vị, địa vị họ là gì? Những nhà thông thái, những nhà tư tế, họ có trình độ, có học vị, có địa vị, có quyền lực, có sự giàu có sự khôn ngoan đời này. Nhưng mà khi gặp Hài Nhi Giê-xu họ làm gì trước? Quỳ gối xuống trước. Có nghĩa là gì? Đẳng cấp của họ không là gì với vị vua. Vị trí của họ không là gì với vị vua. Và cuối cùng Kinh Thánh ghi lại đó là gì? Họ đã dâng lễ vật cho Ngài. Vậy khi mà chúng ta được nhắc nhở về lễ kỷ niệm Giáng sinh, chúng ta dâng điều gì tốt nhất cho Chúa? Vậy hãy tự hỏi lòng mình dâng cái gì tốt nhất cho Chúa? Tiền không có, không dâng, ok. Vàng không có, không dâng, ok. Nhẫn hương không có, không dâng, ok. Mộc dược không có, không dâng, ok luôn. Rồi cuối cùng mình không dâng gì luôn. Vậy mình còn có dâng gì nữa? Dâng tấm lòng, dâng một linh hồn cho Chúa. Vì Kinh Thánh chính là một linh hồn quý hơn cả thế gian này. Mình mời bạn hữu mình đến để dự. Biết đâu người đó tin Chúa, người đó biết về Chúa. Quý vị ơi, tôi học về những người này, tôi mới thấy rõ là rất là thâm thía. Và sau nhiệm vụ đó xong thì họ đi về xứ của mình, họ thỏa nguyện những gì. Kinh Thánh không hề hứa cho họ là những người này gặp Hài Nhi xong rồi, Hài Nhi Giê-xu xong rồi cầu nguyện cho họ, đặt tay trên họ, rồi họ được cái này, họ được cái, không có gì cả. Sau đó họ đi về xứ mình, được Chúa bày tỏ là hãy đi đường khác về xứ mình. Câu chuyện mệnh đề và sứ mạng của họ đến đó chấm dứt. Nhưng hãy nhớ một điều nha, những con người này, lịch sử con người có thể quên họ, thế gian, xã hội vào thời đó có thể quên họ. Nhưng ngày nào chúng ta còn sử dụng Kinh Thánh thì họ được nhắc đến. Amen. Ngày nào chúng ta còn đọc Kinh Thánh thì những nhà thông thái này còn được nhắc đến. Amen. Ngày nào mà chúng ta còn dở Kinh Thánh ra đọc để đòi hiểu, hãy nói về cái câu chuyện Chúa Giê-xu lên, thì những nhà thông thái này được nhắc đến. Mà không biết họ là ai cả, nhưng họ được nhắc đến. Quý vị ơi, thì chúng ta ở trong lời Chúa, trong sứ điệp sau hôm nay đó là những lễ vật dâng lên Chúa, chúng ta cần có lễ vật gì trong mùa Giáng sinh này? Hãy mời bạn hữu của chúng ta. Lẽ nào cả cuộc đời chúng ta không có một người nào làm bạn sao? Tôi nói thật quý vị luôn nha, rất dễ luôn. Nếu mà tôi không mời được bạn tôi luôn á, tôi ra ngoài đường, tôi mời một bà bán vé số luôn. Được không? Được không vị? Được. Cần tôi mời bà một bữa ăn xong rồi tôi mời bà vô dự với tôi 2 tiếng đồng hồ thôi. Ra ngoài kia, những người nào đang sinh á, nếu cần
tôi muốn giới thiệu, muốn mời, mình chưa nói tới phân tích gì đạo gì, nói gì Chúa gì cho cả. Tôi muốn mời anh đến chương trình để nghe về Chúa. Cần cho anh 100.000 luôn, ăn xin một ngày không biết là cái lúc thời điểm 2 tiếng kiếm được 100.000 không? Cho 100.000 luôn, mời đến hội thánh Chúa. Được không? Được không chị Hồng? Được. Tôi nghĩ rằng khuyên phòng này không đủ chỗ chứa luôn. Nhưng mà tại vì mình không mời, mình không muốn dâng và mình không muốn đem điều tốt nhất cho Chúa. Tại sao thì mình không làm thôi. Cô Hồng, à xin lỗi cô Hiền đang làm nghề gì? Tự do. Mỗi ngày cô có gặp được nhiều người không? Không gặp, tôi ra ngoài đường không gặp ai luôn hả? Thật sự luôn á. Tôi không biết sao chứ ở đây một ngày tôi gặp rất là nhiều người. Gặp ai biết không? Gặp ai biết không? Giao Hoàng Nhanh. Giao Hoàng Nhanh shipper gọi điện hoài, bấm chuông hoài. Hỏi là tôi hỏi, bấm chuông hỏi làm gì đó. Dạ, đào hàng. Từ cười. Có không? Có vị. Có ai có gặp trường hợp nào không? Một ngày không gặp ai. Chị có dám chắc là chị không gặp ai không? Một tuần chị không gặp ai không? Mình có cơ hội rất là nhiều. Quý vị ơi, hãy dâng điều tốt nhất cho Chúa. Thấy, tìm, dâng. Thứ nhất, thấy. Thứ hai, tìm. Qua. Sao một sự im lặng đáng sợ vậy? Thứ nhất, về dâng. Đọc lại là thứ nhất, hai, thứ ba, đọc lại. Chị đọc sai, thấy tiền dân không có, thấy tìm, ừ, thấy tìm chứ phải tiền. Thấy tìm dân, đọc kỹ nha, thấy, rồi, tìm, dân chứ không phải thấy tiền dân, thấy, thấy, rồi sau đó mình đi tìm, rồi mình dân, amen à, chúng ta đứng lên, chúng ta cầu nguyện cho lời Chúa. Hallelujah, cảm ơn Chúa, hallelujah. Quý thính giả xem nhớ đăng ký kênh, nhấn rung chuông và chia sẻ video được lan rộng trên mạng cộng đồng. Xin Thánh Linh động chạm anh chị em được biến đổi mỗi ngày càng giống Chúa hơn. Hẹn anh chị em video tiếp theo. Chúa yêu hết thảy anh chị em.